hiện tại là mình đã tốt nghiệp rồi nhưng mà mình vẫn chưa nhận được bằng nha mọi người. Tới bây giờ là mặc dù là mình đã đi làm chắc cũng hòn ít luôn rồi mà mình cũng chưa biết cảm giác tốt nghiệp làm gì mọi người ơi. Nhưng mà vẫn chưa được cầm bằng. Chúc trường bớt. Hy vọng là sau bài phốt của em thì trường vẫn có thật nhiều tân sinh viên hơn. Mình đã đi chụp hình kỷ yêu. Lần đầu được xuất hiện trên video. Ôi, đây là lần thứ ba rồi. Ê, mọi người đi chụp hình nè. Xíu nữa mình sẽ chụp như thế nào. Trời. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Tự nhiên học nhiều quá bạc hết cả đầu luôn rồi mọi người ơi. Rồi tụi nó còn có bông nữa, nó còn có bông nữa. Adventure begin ở Thái Quế em. Thôi đã tốt nghiệp rồi nha mọi người. Tôi tốt nghiệp ngành hóa sinh khoa công nghệ sinh học trường Đại học Quốc tế International University, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn không có đây, hai người bạn của tôi, hai người bạn cũng tốt nghiệp cùng tôi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm một info nữa là tao với mày là hai sinh viên K17 đầu tiên. Ok, chúng tôi là những sinh viên K17 đầu tiên tốt nghiệp nha mọi người. Nhưng mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp nha mọi người. Nhưng mà nhậm mới nói nhiều lần. Đúng rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng phỏng vấn cảm nghĩ của các bạn sau khi tốt nghiệp. Yeah. Bạn thấy ra cảm nghĩ của bạn khi được tốt nghiệp đi. Thì thấy là vui. Bạn có lời gì muốn nhắn nhủ tới cho trường không ạ? Chúc trường bớt. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Là mọi người, mình cũng là thì mình cũng là sinh viên trong 17 đầu tiên của trường và mình tốt nghiệp ngành hóa sinh trường Đại học Quốc tế Đại Quốc gia Hồ Chí Minh International University. Và công việc hiện tại của bạn là gì ạ? Công việc hiện tại của mình là mình đang làm business development executive. Bạn nói lại business development executive. Ok. Vậy á hả? Rồi bạn hãy nói một vài cảm nghĩ của bạn về trường đi ạ. Thật sự là khi mà nhắc tới trường đó, chấm nước mắt không nói nên lời vì những cái đóng góp tài chính của trường dành cho mình trong 2 năm đầu tiên. Mà sau đó thì không có sau đó nữa. Giờ tới bây giờ là mặc dù là mình đã đi làm chắc cũng hòn ít luôn rồi mà mình cũng chưa biết cảm giác tốt nghiệp làm gì mọi người ơi. Ok, một vài lời nhắn nhủ. Hy vọng là sau bài phốt của em thì trường vẫn có thật nhiều tân sinh viên hơn. Nói chung là bắt đầu hành trình mới. Bye bye, tạm biệt. Kính thức. Bye bye, Ayu. Rồi, bye bye. Rất tệ. Không bao giờ gặp lại bạn nữa. Ok. Bye bye. Sắp lên bài phốt trường. Cái gì uống ở đâu thì mọi người đã biết rồi đó. Chụp hình xong rồi. 5 giây là đã chụp hình xong. Bây giờ sẽ chiếu nữa. Bây giờ mình sẽ hình phạm tay phải của bạn thôi. Ồ, đây cái hình của các bạn. Trời ơi. Đồ.
sinh, học sinh đầu cuối năm, học đầu khi văn chim, học đầu hữu kim sa, học đầu kim sa.